7 điểm sau 3 trận, ngôi đầu bảng cùng tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á lần thứ 5 liên tiếp, đó là thành công trên khía cạnh kết quả mà U23 Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Chusier đã làm được trên hành trình vòng loại diễn ra trong 6 ngày ở sân Việt Trì, Phú Thọ. Xuyên suốt 3 trận đấu, U23 Việt Nam gặp nhiều trục trặc về lối chơi nhưng đã biết cách vượt khó. Đặc biệt là ở trận đấu với U23 Yemen, dù các học trò của huấn luyện viên Chusier bế tắc trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn ghi được bàn thắng muộn với người lập công, Vĩ Hào và người kiến tạo, Văn Khang, đều vào sân từ ghế dự bị. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam sở hữu lực lượng có chiều sâu. Bên cạnh kết quả, huấn luyện viên Chusier cũng đặt mục tiêu cho nhiều cầu thủ trẻ thử lửa và ông đã thành công. 22 trong số 23 cầu thủ đăng ký dự giải đã được vào sân thi đấu. 9 bàn thắng được ghi bởi 8 cầu thủ, Vĩ Hào là cái tên duy nhất ghi 2 bàn. Các cầu thủ còn lại đều ghi 1 bàn, là minh chứng cho hỏa lực tương đối đều chân của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đó là những điểm sáng le lói, đặt cạnh bức tranh tổng thể còn nhiều lỗ hổng. Trước tiên, U23 Việt Nam đã định hình triết lý kiểm soát khi có thời lượng cầm bóng áp đảo đối thủ ở cả 3 trận, các cầu thủ cũng tích cực chuyền ngắn, phối hợp nhóm, di chuyển linh hoạt hơn. Dù vậy ở phần sân phòng ngự đối thủ, U23 Việt Nam lại thiếu những pha xử lý quyết định để tạo cơ hội. Việc bóng được luân chuyển liên tục nhưng không có định hướng, ý đồ rõ ràng đã lặp đi lặp lại trong nhiều trận đấu. U23 Việt Nam chỉ kiểm soát được bóng, chứ chưa kiểm soát được thế trận, buộc đối thủ lúng túng lộ ra khoảng trống, hay điều tiết trận đấu theo ý muốn. Yêu cầu của huấn luyện viên Chusier chỉ được học trò thực hiện nửa vời, tức là vẫn còn nhiều việc cần hoàn thiện. So với tiêu chí lý tưởng của một đội bóng thực sự chơi kiểm soát, U23 Việt Nam còn thiếu rất nhiều. Bên cạnh những đường truyền hỏng khiến lối chơi bị đứt đoạn, các học trò ông Chusier cũng di chuyển thiếu đồng bộ và liền mạch khi không có bóng. Trong các buổi tập, Phù Thủy Trắng luôn đòi hỏi học trò phải chạy chỗ khôn ngoan để tìm khoảng trống trước khi nhận đường truyền, hay phải gây sức ép dồn dập, ngăn đối thủ triển khai tấn công. Lối chơi ở cường độ và nhịp độ rất cao đòi hỏi cầu thủ phải có nền tảng kỹ thuật tốt để xử lý bóng dưới áp lực lớn, cũng như sự tập trung và bền bỉ. Ngay cả đội tuyển Việt Nam còn vất vả với chiến thuật của huấn luyện viên Chusier, việc U23 Việt Nam lúng túng là điều dễ hiểu. Song, với việc đã dùng 22 cầu thủ ở giải này, cũng như trên dưới 50 cầu thủ tính từ Doha Cup 2023 đến nay nhưng vẫn chưa thể tìm được con người cũng như bộ khung ăn ý, cho thấy huấn luyện viên Chusier và học trò cần thời gian. Các cầu thủ cần được hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu, điều mà chính ông Chusier cũng không kiểm soát được bởi thời gian tập luyện ít ỏi ở đội tuyển. Còn huấn luyện viên người Pháp có thêm dữ liệu để đánh giá năng lực học trò, cũng như năng lực của nền bóng đá trẻ liệu đã đủ để đáp ứng yêu cầu lối chơi kiểm soát. Từ giờ đến vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam còn gần 7 tháng rèn quân. Dù vậy, sự chuẩn bị cần bắt đầu ngay từ lúc này. Sau vòng loại U23 châu Á 2024, đội U23 Việt Nam sẽ chia thành hai nửa. Một số gương mặt được lựa chọn cho ASEAN 19 trong màu áo Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục được huấn luyện bởi ông Hoàng Anh Tuấn. Huấn luyện viên Chusier còn núi việc phải làm.